Sa lin là cái này kêu là gì? Trại buồn giam kêu là gì? Biệt giam. Phòng giam cá nhân ạ. À, mà mình gọi là biệt giam đúng không? Nghĩa là tội phạm nguy hiểm đúng không? Hay là mấy đầu chị? Trường chính. Ok. Trường chính thì chính hiện. Trường chính. So, Trường chính. Trường chính the community leader was here. Năm nào, năm nào? Chỉ là trong 2 tháng liền thôi. 2 tháng. Ok. Oh, 2 months. Trường chính the community leader. Đây là cơm. So, right? Right, food, go into here, water, go into here. Did these people down here then get out to work or did they have to stay here? They're not allowed to work. They were here. Yeah. Còn bên kia là xà đi tập thể. Yeah. Was anyone ever released or did they just, everybody just die here, that came here? Mấy đồng chí, có đồng chí nào chết trong đây không? Không hề. Tồn tại hết. No, they survive. You just die here. No, they survive. Có cao điểm nhất thì ở đây giam giữ 156 tù nhân trong vòng 12 ngày đêm không ăn, không uống, nhưng vẫn đấu tranh quyết liệt và thả. Thua, one time, the friend have them hungry for 12 days. 12 days, one time. Somebody else. You're in there for that. No, you don't want to. Maybe not.